Sao bằng đẹp, xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con hút ẩm. Ở đợt này trời nó hanh khô cho nên là các bác nhu cầu mua chưa nhiều. Vài bữa nữa thì khi nào trời nồm thì các bác lại mua rất là nhanh. Cứ lên sóng thôi, các bác nào có nhu cầu mua luôn để khi mà ngày nồm mình dùng luôn ạ. Còn các bác chờ đến ngày nồm mua thì nó lại nhiều khi nhỡ việc. Ở đây em lên sóng một con hút ẩm Mitsubishi MZ100RX. Một con máy xếp vào dạng huyền thoại. Con này, con chân voi và con mắt liếc của Mitsubishi. 3 mẫu được xếp vào trong những cái hàng đẳng cấp của hãng Mitsubishi. Con này là sử dụng cho thị trường nội địa các bác nhá. Điện 100V nguyên bản. Đấy. Công suất hút là 10 lít một ngày. Ở độ ẩm 60%. Thì đối với độ ẩm 80% của Việt Nam thì sẽ cho phép hút vào khoảng 18 lít một ngày. Tương đương với những con điện 220V hút 18 lít. Về hình thức thì cũng đã làm đẹp rồi, mọi thứ chỉnh trang sạch sẽ cho các bác. Đây. Được cái thợ mạnh tay cũng xịt bay cả tem đi rồi, không còn tem thông số các bác nhé. Đây là phần dàn. Dàn con này còn rất là mới này, to, khỏe. Hình thức thì cũng làm đẹp rồi. Quay sách, con này chạy thì nói với các bác luôn là siêu êm. Phải đánh giá là cực êm luôn. Cực êm các bạn. Đấy. Bình nước cũng khá là to. Mẫu mã thiết kế gọn. Bình nước rất là to các bạn nhé. Đã test hút nước nôi đầy đủ. Bình nước to. Đấy. Tính năng thì cũng rất là hay các bạn. Có cài đặt các tính năng hút theo tự động hay là hút theo chỉnh tay đều đủ cả. Đấy. Tính năng cài đặt hút theo phần trăm độ ẩm, hút bao nhiêu phần trăm cũng được. Đấy, muốn hút 50, 70, 65, 30. Đấy. Chỉ có dòng Mitsu, những cái dòng này nó mới có cái tính năng hút theo phần trăm độ ẩm các bạn. Đấy. Có chế độ đảo cánh gió này, gió đảo tự động. Đấy. Cái này là hẹn giờ, rất dễ sử dụng thôi. Tuy tiếng Nhật nhưng mà chỉ có mấy nút thôi, rất là dễ dùng. Con máy cũng rất là đẹp. Con này em bán là 4 triệu. Đối với con này nếu mà điện 220V thì sẽ có giá vào khoảng 4,5 triệu. Em đã từng bán rồi. Nhưng mà điện 100V thì em bán rẻ hơn 4 triệu để cho các bác có tiền các bác mua Việt Nam. Nên các bác nào thích nhờ điện 100V thì các bác chơi điện 100V thôi. Còn điện 220 em rất là nhiều nhé. Chủ yếu em làm hàng điện 220V. Nhưng mà nhiều bác khách hàng thì có nhu cầu mua điện 100 thì em cũng có điện 100 và để nguyên bản. Nên các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ. Giá 4 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa được nguồn. Chào các bạn.